mươi 2671, gánh nặng đường xa liền ma cô cũng nhịn không được hỏi, trừ những chuyện này ra, thập giới có gì khác cửu giới chúng ta chứ, muốn nói khác nhau lớn nhất đúng không? Lý Thất Dạ cười chỉ triệu bầu trời, nói ra, nói như thế nào mới tốt, khác nhau lớn nhất là ở gần lão Tạc Thiên hơn, đối với tại chúng ta mà nói, lão Tạc Thiên còn cách một thế giới, với các người mà nói, với thập giới mà nói, nói không chừng lão Tạc Thiên ở trên đỉnh đầu chúng ta, nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, vì cái gì nói là chuyện xấu? Tiên lão xuất thần chiến thần điện nói ra, có ghi lại nói thập giới thần tộc thiên tộc đều là thiên tri kiêu tử tiên lão cuối cùng vẫn là lão tổ cổ xưa nhất của chiến thần điện biết rõ một ít chuyện người thường không biết lời này nói đúng lý thất dạ cười gật đầu nói bọn chúng thật sự là thiên tri kiêu tử ít nhất bọn chúng xem là vậy bọn chúng cho rằng mình bất phàm bởi vì bọn chúng tự nhận đang có huyết thống cao quý nhất ở trong thập giới nhân tộc thạch nhân mỹ linh huyết tộc so sánh với bọn chúng có rất nhiều chưa đủ nhưng trải qua nhiều đời tiên đế khai thác trải qua tiên hiền cố gắng không quản là ở nơi nào chúng ta cũng có được bầu trời của mình chúng ta cũng có nơi sống yên ổn nhưng mà thiên tri kiêu tử thì như thế nào cho dù là ở thập giới chỉ cần chúng ta cố gắng cũng có thể dẫm những thiên tri kiêu tư dưới chân dùng chân dẫm lên mặt chúng để cho chúng biết mình chỉ là con kiến hôi nói đến đây lý thất dạ tùy ý cười cười lý thất dạ nói như vậy làm thiên tài như nam đế cảm thấy nhiệt huyết đằng sôi hắn cũng biết từ cách tiên đế đạo xử lý thất dạ khẳng định từng dẫm nát thiên tài thập giới dưới chân mà nam đế hắn xông ra một bầu trời ở thập giới một ngày nào đó hắn cũng có thể quét ngang thiên tài thập giới cách thương thiên gần thế có chỗ hỏng gì qua chốc lát huyết nhu thần mà hỏi ngươi cảm thấy trời xanh có mắt không lý thất dạ chỉ chỉ bầu trời vừa cười vừa nói Lý Thất Dạ nói câu này làm đám người nam đế kinh ngạc, nói như vậy bọn họ không dám nói, trời xanh có mắt, rất nhiều phàm nhân vào thời điểm bị đãi ngộ không công bằng, hoặc là thời điểm bị người ta lấn, nói ra một câu như vậy, hy vọng trời xanh có thể lấy lại công bằng cho mình, trời xanh có mắt, có liên quan gì tới thế đạo công bằng và không công bằng, Lý Thất Dạ cười đắc đầu, nói ra, nếu như nói người cách trời xanh gần hơn, đây không phải là chuyện tốt, người càng cường đại thì ý nghĩa người cách trời xanh rất gần, đây chính là chuyện nguy hiểm, Ngươi vào thời điểm tiếp cận lực lượng vạn giới, ngươi nguy hiểm càng lớn. Thời điểm nguy hiểm tới mức nhất định sẽ có thiên phạt đánh xuống, lực lượng như vậy không ai có thể sánh bằng, tiên đế và thập giới chư đế chúng thần cường đại tới mức nhất định sẽ bị thiên phạt nam đế hiểu ra chấn động nói một câu đúng vậy lý thất giả gật đầu nói nói nếu như ngươi không thể ngăn cản lực lượng này ngươi có thể tan thành mây khói thân tử đạo tiêu đến lúc đó mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào đều uống công tu luyện cả đời cuối cùng vẫn như giò trúc múc nước thế tiên đế chúng thần làm thế nào nghe lý thất giả nói như vậy tiên lão hỏi thăm trốn đi tránh lực lượng này làm cho lão tạc thiên không phát hiện lực lượng cường đại của ngươi lý thất giả cười cười sau đó nói với nam đế trong tương lai có một ngày người sẽ gặp tình huống này, đến lúc đó người cũng phải giấu lực lượng đi, người cũng có thể ẩn độn hậu thế, đây là một loại lựa chọn, trừ trốn đi, không có biện pháp khác sao, nam đế nhịn không được nói ra, dù sao hắn muốn trở thành tiên vương, cho nên hắn rất muốn hỏi rõ chuyện này, có, lý thất dạ vừa cười vừa nói, chiến đến cuối cùng, một trận chiến đến cùng, con đường này rất nhiều người lựa chọn, cũng có rất nhiều người đi qua, nhưng cuối cùng đều biến thành xương khô, mặc kệ ngươi cường đại thế nào, mặc kệ ngươi có lường ra sao, cuối cùng nhất chỉ là con đường chết, chưa ai thành công qua. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm cho Nam Đế bắt đầu trầm mặc, chiến đến cuối cùng, Nam Đế nghe qua một ít, trước mắt âm quạ đại nhân đã lựa chọn con đường này, nghe nói như vậy huyết ngưu thần ma, tiên lão trầm mặc, thập giới tàn khốc vượt qua bọn họ tưởng tượng, quản chi ngươi trở thành tiên đế, quản chi ngươi cường đại như thập giới chư đế chúng thần, cuối cùng vẫn phải tránh né, phải lựa chọn lánh đời, đây là chuyện tàn khốc cỡ nào? Tốt, không nói chuyện thập giới, rất nhiều chuyện chờ các ngươi đi lên sẽ hiểu, ở đó các ngươi không chỉ có địch nhân là thần tộc, thiên tộc thậm chí là chư đế chúng thần đơn giản như vậy, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chúng ta đi thôi, đây mới là chuyện chúng ta cần giải quyết, Lý Thất Dạ đi tới, đám người Nam Đế vội vàng theo sau, đám người Nam Đế đi theo Lý Thất Dạ về phía trước, phát hiện thế giới này thiên địa quá bao là hùng vĩ, ở chỗ này không chỉ có thiên địa tinh khí thập phần dồi dào, thập phần thích hợp tu luyện, đồng thời ở chỗ này khắp nơi đều là bảo tàng, rất nhiều bảo mỏ thần thiết nằm trên đất, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhặt được bảo thạch, nơi này chính là tin cảnh của tu sĩ trong cửu giới, nếu như thế giới này mở ra cho người cửu giới đi vào, chỉ sợ sẽ có vô số tu sĩ cường giả sẽ đảo xới thế giới này, nếu mở thế giới này ra chắc chắn tu sĩ cửu giới sẽ điên cuồng khai thác nhìn thế giới trước mặt huyết ngưu thần mà kiến thức uyên bác cũng cảm khái cho nên ta mới tiến vào đây là một tân thế giới cần chế định quy tắc hoàn toàn mới người không tuân thủ quy tắc không chỉ bị khu trục đơn giản như vậy thậm chí sẽ bị giết chết lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt, nói chế định quy tắc thế nào tiên lão nhìn qua thế giới này thế giới trước mắt mỹ lệ vượt qua người ta suy nghĩ nếu không phải bọn họ phải đi thập giới đối mặt thế giới như vậy bọn họ muốn sống trong nơi đây đây là tân thế giới vậy dùng lực lượng thế giới này chế định quy tắc đi lý thất dạ giả chậm rãi nói ra không chỉ cung cấp cho vạn tộc cử giới một tân thế giới đồng thời cũng làm nơi hậu bị cho cử giới vạn nhất của minh hàng lâm nơi này sẽ là định thổ cuối cùng nơi này cần chế định pháp tắc hoàn toàn mới không chỉ hạn chế vạn tộc đồng thời cũng hạn chế cổ minh tránh bị cổ minh chiếm đoạt làm được điểm này rất khó dù sao cần phải truyền thừa đời đời tiên lão cũng nói ra thật sự khó khăn lý thất giả vừa quý vừa nói nhưng ta nắm trương tự hư không môn trong tay đây là thiên bảo chỉ cần ta có trương tự như vậy quyền chế định quy tắc nằm trong tay ta ta chế định quy tắc bất luận người nào cũng phải tuân theo cũng như táng phật cao nguyên mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào một khi đi đến táng phật cao nguyên đều bị ảnh hưởng mươi 2672, lại gặp thế giới thụ nếu như ở lão vô tự, cho dù ngươi là tiên đế cũng không cách nào đánh tan quy tắc của vạn niệm hồ. Tại sao nói đế thích trưởng chấp vạn niệm hồ? Bởi vì do hắn định ra quy tắc cho táng phật cao nguyên, do hắn định ra quy tắc lão vô tự, trong quy tắc này, dưới lực lượng thiên bảo, cho dù ngươi là tiên đế cũng không thể đánh vỡ, chỉ có thể tránh né. Nếu như ai cũng có lực lượng đánh phá quy tắc, thiên bảo không phải thiên bảo, đây là lực lượng khởi nguyên của thiên địa, đây là lực lượng sơ khai của thiên địa. Cho nên năm đó hạo hải tiên đế dùng tư thái vô địch đi táng phật cao nguyên nhưng hắn cuối cùng vĩnh viễn không thể quay về táng phật cao nguyên Nam đế hiểu ý của lý thất dạ nói ra đúng cường đại như hạo hải tiên đế hắn cũng không thể đánh vỡ quy tắc hắn chỉ có thể rời khỏi hắn có thể lần tránh cho nên về sau hạo hải tiên đế không muốn lại trở lại táng phật cao nguyên bởi vì năm đó hắn đã thua lý thất dạ nói thiên địa sơ khai và bây giờ có gì khác nhau vẫn là nữ hài tử cẩn thận bộ liên hương lưu ý cách nói của lý thất dạ tò mò hỏi đây là hai khái niệm hoàn toàn là thời đại khác nhau càng chính xác ra hoàn toàn là kỷ nguyên khác nhau lý thất dạ chậm rãi nói ra Chúng ta thường thường nói thiên địa sơ khai, kỳ thật nguyên nhân rất lớn là kỳ nguyên mới sinh ra, nhưng là chân chính thiên địa sơ khai cách chúng ta quá xa xôi, thời gian đó còn chưa có cách nói kỳ nguyên, thậm chí thời điểm đó không có ánh sáng, không gian, tất cả vẫn chưa có gì, nhưng ở trạng thái đó lại ra đời cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư, sau đó mới có kỳ nguyên, mới có thời đại chúng ta bây giờ, trên thực tế, đồ vật như cửu đại thiên thư không có áo nghĩa giống hiện tại, nó liên quan tới lực lượng khởi nguyên của kỳ nguyên, cho nên mỗi một kỳ nguyên sẽ có khởi nguyên khác biệt, tu luyện không giống nhau, áo nghĩa cửu đại thiên thư cũng khác nhau, hoặc có thể nói kỳ nguyên trước không có thập nhị tiên thể nghe lý thất dạ nói như vậy đám người nam đế chính thức hiểu được thời đại và kỳ nguyên có khác nhau 12 thiên bảo 12 thiên thư đều cổ xưa hơn tất cả hơn nữa chúng chưa từng bị hủy diệt qua thời điểm này mà cô cũng thì thào nói lý thất dạ cười cười nói ra lời này rất đúng nhưng mà không chính xác đúng là có 12 thiên bảo và 12 thiên thư chúng thật sự cổ xưa hơn kỷ nguyên về phần có bị hủy diệt hay không thì khó nói nhưng mà cho dù bị hủy diệt chúng vẫn có thể xuất hiện dưới hình thức khác nói đến đây lý thất dạ dừng một chút nói ra dùng hư không môn mà nói hư không môn nó diễn biến ra thế giới hoặc có một ngày thế giới này bị hủy diệt thế giới này có khả năng vì đủ nguyên nhân mà tan thành mây khói nhưng mà hư không môn vẫn tồn tại hoặc sau đó vài kỷ nguyên nó dùng phương thức khác xuất hiện hoặc là nó không còn gọi là hư không môn hoặc là nó sẽ bị gọi là tiên môn gì đó thái sơ diễn cử tự cử tự sinh cử bảo cử bảo minh cử thư lúc này nam đến nói ra có cử tự cử bảo tồn tại cử thư cũng xuất thế nói đúng hơn có thái sơ cử tự cử bảo cử thư đều nằm trong kỷ nguyên lại đổi một cách nói mà kệ thời đại biến thiên thế nào bất luận thế giới biến hóa ra sao, thiên địa vẫn tồn tại, chính là ý này, Lý Thất Dạ cười gật đầu nói, đây là điểm mê người của Cửu Đại Thiên Bảo, Cửu Đại Thiên Thư, cũng là điểm hấp dẫn nhất, mị lực bản thân chúng không cường đại cỡ nào, không phải chúng có áo nghĩa ra sao, không phải chúng giúp ngươi thành cái gì, có thể làm cho ngươi được cái gì, mà chúng là một phần của thiên địa, nghe Lý Thất Dạ nói xong, huyết nhu thần ma, thiên tùng thụ tổ lập tức có nhận thức mới về Cửu Đại Thiên Bảo và Cửu Đại Thiên Thư, đồng thời cũng giúp người ta hướng tới Cửu Đại Thiên Bảo, Cửu Đại Thiên Thư cửu đại thiên thư không chắc là công pháp cường đại nhất thiên địa, thậm chí có thể nói công phạt của chúng không bằng rất nhiều công pháp, nhưng mà chúng lại có mị lực khó có gì sánh bằng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ dẫn rất đám người nam để tiến lên, bọn họ tán thưởng núi sông hùng vĩ không thôi, nếu có thể thành lập đạo thống ở đây, như vậy con cháu sẽ có lợi vô cùng, sau khi cảm khái xong, Nam Đế cũng hỏi, không biết có đồng ý thành lập tông môn ở đây không? Đương nhiên có thể, Lý Thất Dạ cười nói, đây là thế giới chưa khai hoang, cần cửu giới vạn tộc khai thác, cần đại giáo trong thiên hạ cùng ra sức nhưng mà tất cả đều phải tiến hành theo quy tắc, chỉ cần quy tắc có khả năng cho phép, tất cả có thể tiến hành. Xem ra kỳ trúc sơn có thể mở phân đà ở đây rồi. Nam đế cũng động tâm, trên thực tế động tâm không chỉ có nam đế, ngay cả đám người huyết nhu thần ma cũng động tâm. Nếu như tông môn của mình có thể thành lập phân đà ở đây, như vậy tông môn và hậu thế sẽ vô cùng an ổn. Nhưng chuyện này cần lý thất giả dạ cho phép. Dù sao thế giới này cần cử giới vạn tộc cộng đồng khai thác, phồn vinh nơi đây cần cử giới ra sức, chỉ có thiên địa này phồn vinh, tương lai cử giới mới có hy vọng, tương lai có thể có lực lượng đối kháng cổ minh cuối cùng lý thất giả dẫn dắt đám người nam đế đi tới nơi gởi nguyên của thế giới này chỉ thấy nơi đây vô cùng mênh mông dường như là khu vực tinh không đi tới một cây đại thụ lý thất giả vô cùng quen thuộc gốc cây này bởi vì nó là thế giới thụ đứng dưới thế giới thụ nhìn thế giới thụ tất cả mọi người cảm giác mình nhỏ bé ngẩng đầu nhìn ra xa xa thế giới thụ giống như che dậy thiên địa nó tràn ngập lực lượng khó có thể tưởng tượng thế giới thụ này không cần nói một người cho dù là một ngôi sao cũng nhỏ bé một phiến lá của thế giới thụ có thể nâng một ngôi sao thế giới thụ sinh trường ở chỗ này nó che đậy tất cả dường như kẻ nào ở nơi này cũng phải chấn động nhìn thế giới thụ che đậy thiên địa lý thất dạ tươi cười hắn vận dụng tứ đại tiên thể tiên thể lập tức bộc phát lý thất dạ bước vào phiến thiên địa mà thế giới thụ che đậy muốn mạnh mẽ đi vào thiên địa bị thế giới thụ che đậy phanh một tiếng thật lớn nhưng cho dù lý thất dạ dùng tứ đại tiên thể hắn vẫn không thể đi vào lý thất dạ bị bắn ra xa ngàn dặm nhìn thấy lý thất dạ dùng tứ đại tiên thể vẫn bị đánh bay đi chuyện này làm cho nam đế khó tin nam đế cũng nói ra lực lượng này thật cường đại nói xong hắn cũng không tin tà thét dài một tiếng huyết khí như cầu vồng lập tức xông vào thiên địa của thế giới thụ oanh một tiếng vang thật lớn không gian chấn động cho dù nam đế dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng không thể tiến vào không gian kia xem ra ta không có biện pháp xông vào cho dù người mạnh như nam đế cũng chỉ cười khổ chương 2673, chế định quy tắc một lý thất giả vừa cười vừa nói dù sao đây cũng là lực lượng của hư không môn cũng là lực lượng cả thế giới không chỉ nói ngươi cho dù là tiên đế cũng không thể nếu không ngươi đã có lực lượng áp đảo cửu đại thiên bảo rồi nghe lý thất giả nói như vậy nam đế thoải mái dù sao cửu đại thiên bảo là tồn tại duy nhất tự ý nào đó chúng đại biểu cho lực lượng thái sơ chúng sinh ra trong thái sơ cho nên cho dù ngươi trở thành tiên đế cũng không thể dung chuyển thiên địa, cũng không thể áp đảo thái sơ, vượt qua khởi nguyên. Vậy chúng ta làm sao đi vào đây? Nhìn thấy không thể xông vào, Bộ Liên Hương nói ra, đổi lại người khác là không vào được. Lý Thất Dạ cười nói, mệnh cung hiển hiện, cổ hư chân văn bay ra, nghe tiếng keng thật lớn, cổ hư chân văn lập tức dung nhập thế giới thụ, trong thời gian ngắn thế giới thụ hào quang chập chờn, trong nháy mắt thế giới thụ như tỉnh lại, nó như bằng hữu cũ mời đám người Lý Thất Dạ đi vào, chúng ta vào đi thôi. Lý Thất Dạ nói với đám người nam đế, đám người nam đế đi vào trong, lúc đi vào thiên địa này, đám người nam đế kinh ngạc đến ngây người, bọn họ há hốc mồm, Trước mắt chính là một mảnh tinh không, mà thế giới thụ sinh trưởng trong tinh không, thế giới thụ cắm rễ trong nhân hà, Ngân hà này không ngừng di chuyển, các ngôi sao rung động và khí tức hỗn độn biến thành thiên địa tinh khí mênh mông, thiên địa tinh khí sinh ra chấn động rất mạnh. Bất luận người nào, tồn tại nào đi tới nơi này, nhìn thấy nơi này khó mà hình dung được tâm tình của mình, chỉ có thể nói trước mặt rung động quá lớn, tất cả mọi người cảm giác mình quá nhỏ bé, nơi mọi người đứng dường như là thế giới nguyên thủy nhất. Nếu có thể có được một nơi như vậy, như vậy cả đời được ích lợi vô cùng. Tiên lão cảm thán, đối với đám người Nam Đế mà nói, bọn họ mạnh hơn nữa cũng không thể áp đảo hư không môn dù sao đây là thiên bảo nếu bọn họ có thể lợi dụng đã là chuyện khó lường rồi nếu có người sống ở đây lợi dụng lực lượng của hư không môn như vậy tuyệt đối vô địch ít nhất là vô địch trong thế giới này cho dù tiên đế đích thân tới cho dù tới không địch lại cũng không cần sợ hãi bởi vì lực lượng ở đây quá cường đại chuyện này cũng làm đám người nam đế hiểu vì cái gì tiên đế là tồn tại vô địch lại thèm muốn cửu đại thiên bảo như vậy thì ra đây là bảo vật thế gian ai cũng điên cuồng làm cho bất cứ kẻ nào cũng muốn có chỉ cần có được một kiện thiên bảo cũng đủ vô địch tương thời nên chế định quy tắc thế nào nhìn thế giới trước mắt đám người thật lâu mới khôi phục tinh thần mà cô hỏi lý thất dạ nhìn cảnh tương trước mặt lý thất dạ nói chỉ bằng chúng ta khó mà chế định quy tắc lực lượng trong đó quá khổng lồ chúng ta cần giúp đỡ trong mấy ngày kế tiếp cả cửu giới đều run rẩy bởi vì tồn tại chấn áp chưa thiên xuất thế tu sĩ bên ngoài hư không môn tụ tập vô số lúc này nghe anh một tiếng vang thật lớn một lỗ thủng xuyên qua hư không vượt qua thế giới xa xôi đi tới trước hư không môn một thân ảnh cao ngạo đứng đó thân thể vô cùng to lớn thần quang bao phủ không ai thấy rõ chân dung của hắn nhưng mà khi tức hắn phát ra tất cả tu sĩ đứng ngoài hư không môn đều phủ phục quỳ bái thân ảnh cao ngạo này đứng trước hư không môn cũng không dừng lại hư không môn mở ra và hắn biến mất trong đó nhưng những tu sĩ đang quỳ lại nghe tiếng ông vang lên trước hư không môn xuất hiện cánh cửa có người thông qua cánh cửa hư không đi tới trước hư không môn một nam tử đưa lưng về phía chúng sinh toàn thân tiên quang phun ra nốt vào tiên quang mở ảo dường như hắn là tiên nhân tới từ tiên giới thời điểm mọi người chưa nhìn thấy rõ ràng hắn đã biến mất trong hư không môn tất cả mọi người chấn động nam tử như tiên kia có lai lịch gì lúc này một chiếc xe có kim long kéo chạy tới tiếng nổ nghiền nát hư không lập tức đến trước hư không môn chiếc xe này bao phủ trong hắc ám khói đen bao phủ toàn thân dường như ánh sáng cũng không thể xuyên qua hắc ám cũng không rõ là người nào đang ngồi tất cả mọi người còn chưa khôi phục tinh thần nó đã tiến vào trong hư không môn trong vài ngày ngắn ngủi từng tồn tại cổ xưa trong cửu thiên thập địa xuất thế bọn họ xuyên qua không gian đi tới trước hư không môn lại đi vào trong hư không môn thời điểm những tồn tại cổ xưa này xuất hiện cả nhân hoàng giới dung chuyển cho dù là cường giả nào đại hiền cũng tốt thần hoàng cũng được bọn họ đều sợ hãi những tồn tại này cũng không rõ lai lịch thời điểm những tồn tại cổ xưa này xuất hiện một ít lão bất tử của đế thống tiên môn bị kinh động thời điểm nhìn thấy những thân ảnh vĩ nghĩa cửu thiên thập địa chạy tới trước hư không môn những lão bất tử nhận ra lai lịch của những người này lương tâm của bọn họ rung động chẳng lẽ sắp tiến hành trận chiến trảm tiên lần hai sao những tiên hiền ở ẩn đều xuất thế quá kinh khủng rồi lực lượng như thế cũng chỉ có cổ minh năm đó mới có thể địch có lão bất tử run sợ nói những người này chỉ có âm nha mới có thể gọi đến những người khác căn bản không thể mời những tồn tại này đều ở ẩn trong tinh không trong bọn họ không thiếu tồn tại chống lại tiên đế lúc này bọn họ bị lý thất dạ mời đến đó là do lý thất giả cần bọn họ liên thủ sáng tạo quy tắc trong thế giới sau hư không môn bọn họ muốn chế tạo hư không môn thành thế giới kiên cố nhất cùng lúc đó lý thất giả mời từng tiên hiền cổ xưa xuất hiện đây đều là tồn tại cường đại nhất đủ giới bọn họ đều lánh đời không xuất thế tồn tại như bọn họ cũng chỉ có lý thất giả mới có thể mời được những người khác căn bản không xong cho nên lý thất giả mượn cổ hư chân văn lại mời những tồn tại cổ xưa này đến bọn họ mọi người liên thủ chế định quy tắc trong thế giới thụ có thể quyết định quy tắc thế giới này trong tương lai bất luận kẻ nào đi vào hư không môn cũng phải tuân thủ quy tắc ở đây lý thất giả đi vào thế giới thụ chế định quy tắc cho thế giới trong hư không môn đó là vì phòng ngừa tu sĩ vạn tộc khai phá quá độ thế giới trong hư không môn cũng phòng ngừa tu sĩ vạn tộc vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết lẫn nhau đồng thời lý thất dạ chế định quy tắc cho thế giới hư không môn đánh lạc ấn xuống vì lần tránh cổ minh tuyệt đối không cho phép cổ minh tiến vào trừ phi quy tắc thế giới cải biến nếu không cổ minh xuất hiện sẽ bị quy tắc đổi ra đúng như lời lý thất dạ đã nói đây là di sản cuối cùng hắn lưu cho cử giới nếu có một ngày cổ minh thực tiến vào cửu giới vạn tộc thực không địch lại cổ minh ít nhất có thế giới hư không môn là tịnh thổ cuối cùng của vạn tộc chương 2674, chế định quy tắc hai đương nhiên tương lai cổ minh hàng lâm nếu muốn đối kháng cổ minh cuối cùng vẫn dựa vào cửu giới chỉ dựa vào một hư không môn chỉ dựa vào quy tắc thế giới hư không môn vẫn còn xa mới đủ trong cuộc sống kế tiếp lý thất dạ và mọi người liên thủ dùng cờ hư chân văn làm chìa khóa rốt cuộc chế định quy tắc trong thế giới hư không môn sau khi chế định xong quy tắc thế giới hư không môn lý thất dạ tuyên bố mở thế giới hư không môn đồng thời trong thời gian ngắn tuyên bố thế gia và tông môn khắp cửu giới đi vào thế giới hư không môn đồng thời tuyên bố những đế thống tiên môn và gia tộc cổ xưa trong hư không môn ký hiệp nghị tuân thủ quy đắc hư không môn hơn nữa những đế thống tiên môn và thế gia cổ xưa phải lập huyết hệ đế thống tiên môn gia nhập hư không môn không ít nhóm đầu tiên tuyên bố gia nhập hơn nữa lập nhiều huyết hệ có kỳ trúc sơn hộ thiên giáo tẩy nhan cổ phái thạch dược quốc tiễn long thế gia vạn quốc hoàng tọa thiên lý hà ngu sơn lão Tiền quốc cổ thuần tứ mạch đều là những đế thống tiên môn vô địch thế gia truyền thừa cổ xưa có thiên đạo viện chiến thần điện bộ chiến thế gia cổ gia đều là những gia tộc thế lực hùng mạnh những thế lực gia nhập hư không môn đều phải lập nhiều huyết thể dùng cam đoàn tuân thủ quy tắc trong hư không môn có những đế thống tiên môn gia tộc cổ xưa gia nhập hư không môn có thể thành lập phân đà trong đây nhưng mà có đế thống tiên môn gia tộc cổ xưa càng trực tiếp lão tổ bọn họ dùng vô thượng thần thông trực tiếp mang tổ địa di chuyển vào trong hư không môn bọn họ lập tức muốn an cư lạc nghiệp trong hư không môn có đế thống tiên môn và thế lực đầu tiên cư trú trong hư không môn hư không môn mở ra cho phép tu sĩ cửu giới và tông môn đi vào hư không môn phải tuân thủ quy tắc hư không môn cho phép bất kỳ môn phái nào bất cứ truyền thừa nào an cư trong hư không môn đây là tiên thổ sao rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ tiến vào bên trong hư không môn cả thế giới dậy sóng bọn họ vô cùng kinh ngạc bảo thạch tiên quảng nha sau khi phục hồi tinh thần rất nhiều tu sĩ cường giả hưng phấn tất cả tu sĩ muốn đảo ba thước đất ở thế giới này đây là tử vân bỏ mỏ chúng ta nên rút cả mỏ lên đi có một đại giáo phát hiện một đầu bào mỏ lão tổ của đại giáo hưng phấn liên thủ mấy thần hoàng muốn chuyển cả mỏ về tông môn của mình thế giới quy tắc quy định không thể khai thác quá độ tiên quáng tiên dược có vạn bối không khỏi nhắc nhở trường bối quy tắc gì chứ những thứ này điều này là vật vô chủ nếu như bỏ sẽ không có cơ hội sẽ bị những người khác khai thác mất chúng ta không thể bỏ qua động thủ đám lão tổ không nghe khuyên bảo liên hợp mấy thần hoàng muốn động thủ tút bảo mò lên oanh một tiếng thật lớn thời điểm đám người này động thủ trong thế giới hư không môn xuất hiện lôi điện tụ tập lập tức đánh xuống lực lượng trừng phạt à tiếng kêu thảm thiết vang lên không rất bên tai ngay lập tức đệ tử và thần hoàng của đại giáo này đều bị đánh chết dưới lôi kiếp này thần hoàng cũng biến thành cho bụi nhìn thấy quy tắc giáng xuống lập tức cả đại giáo vi phạm quy tắc đều bị tiêu diệt đám thần hoàng tan biến đám tu sĩ tiến vào hư không môn đều nhìn thấy ban đầu các tu sĩ không đặt quy tắc mà lý thất giả trong lòng bọn họ cho rằng chỉ là lý thất giả dùng thần uy uy hiếp mọi người mà thôi nhưng mà thời điểm này bọn họ mới ý thức được đây không phải uy hiếp trên giấy đây thật sự là lực lượng trừng phạt một khi trái quy tắc thế giới sẽ bị thế giới trừng phạt trong mấy ngày liên tiếp có người ôm tâm lý may mắn lén nút địa là một ít chuyện trái quy tắc nhưng mà bọn họ lại không có nghĩ qua lý thất giả đã chế định quy tắc ở khu vực khởi nguyên bất luận hành vi trái quy tắc nào cũng bị chế tài cho nên khi lôi điện hình thành đám tu sĩ trái quy tắc bị trừng phạt loại này trừng phạt này tới từ bản thân hư không môn mà hư không môn là cửu đại thiên bảo lực lượng của không ai có thể chống lại cho dù là tiên đế cũng thế lý thất dạ chế định quy tắc thế giới hư không môn xong quay sang trợ giúp vực thần di thực đến trước thế giới thụ toàn quá trình không dễ dàng nhưng với vực thần thì tất cả trả giá đều đáng với vực thần là lá dụng về cội cho dù không được bao nhiêu năm sau vực thần sẽ chết héo tọa hóa vực thần đã không còn gì tức nối làm thần linh thiên đạo viện điều nên trải qua thì vực thần đã nếm qua rồi thời gian tương lai thuộc về riêng vực thần không cần thủ hộ thiên đạo viện nữa hết thầy chuẩn bị thỏa đáng cũng là lúc lý thất dạ rời khỏi cửu giới trước khi đi hắn đặc biệt triệu kiến ngưu phấn nhiều năm qua đi có thể nói ngưu phấn càng sống càng trẻ tuổi ngưu phấn vẫn là bộ dạng lão già khô đét nhưng khí thế đem lại cảm giác khác hẳn lúc này ngưu phấn có thế khí thôn sơn hà đặc biệt cái mai nho nhỏ trên lưng cho cảm giác thành lũy di động dường như núp vào trong cái vỏ đó là phòng thủ kiên cố thứ gì cũng không thể công phá vóc dáng ngưu phấn không quá cao to nhưng cho cảm giác chắc khỏe tùy tiện đứng đã tạo cảm giác thẳng tắp giữa trời như thể trời có sụp cũng khiêng trên vai được hiện tại ngưu phấn đã rất cường đại đặc biệt tu luyện thiên a thập bát giải hoàn chỉnh khiến lão có khuynh hướng phản tổ làm thiên ngưu tổ oa, ngưu phấn có huyết thống sánh ngang chân thần, nếu ngưu phấn có thể tu luyện thiên oa thập bát giải đến đỉnh thì có cơ hội đuổi theo lão tổ tông oa thần tộc thiên ngưu tổ oa bọn họ, tức là thủ hộ thần trước kia của tẩy nhan cổ phái, thánh ngưu phấn, lý thất giả chậm rãi nói, người có thành tựu như hôm nay, ta mừng cho người, ngưu phấn trông thấy lý thất giả vội vái sát đất, tiểu hữu có thành tựu hôm nay toàn nhờ công tử ban tặng tiểu hữu suốt đời không quên đại ân đại đức của công tử đây là điều ngươi nên được lý thất dạ nhìn ngưu phấn chậm rãi nói không xem như ngươi nợ ta cái gì nhưng thế gian này có một số việc ta không bỏ lại được ngưu phấn nghe lý thất dạ nói thế tim rớt cái bịch vốn có nghe tin đồn lý thất dạ sẽ đi nhóm nam hoài nhân cũng biết đệ tử tẩy nhan cổ phái khao khát đại sư huynh ở là biết bao nhóm nam hoài nhân cũng hiểu rõ đại sư huynh chính là trên trời kiêu long đại sư huynh sẽ không mãi mãi ở lại tẩy nhan cổ phái mảnh đất cửu giới này quá nhỏ không giữ chân đại phật đại sư huynh được bọn họ đều hiểu có ngày đại sư huynh sẽ bay lên chín tầng trời ngưu phấn cũng biết nên khi đối mặt thì trong lòng run rẩy nhẹ giọng hỏi công tử định đi sao lý thất dạ chậm rãi gật đầu không che giấu cái gì đúng rồi đã tới lúc ta rời đi nên trước khi đi muốn dặn dò vài việc chương 2675, lời từ biệt hưu vấn vội vàng tiểu thị chỉ cần công tử sai bảo thì tiểu hữu sẽ tất vượt lửa qua sông nghĩa bất dung từ lý thất dạ cười lắc đầu nói không nghiêm trọng vậy chẳng qua tài nhan cổ phái còn trẻ được tình thiếu hụt đủ thứ nên ta hy vọng người ở lại người có thể cùng đồ bất ngữ kinh doanh tài nhan cổ phái hy vọng có ngày tài nhan cổ phái nổi bật bọn họ cần trưởng bối như các người bảo vệ cần các người dạy bảo chuyện cử giới chấm dứt từ lý thất dạ nên làm cho cửu giới thì đã làm rồi hắn để lại vài thứ cho tài nhan cổ phái hiện tại tài nhan cổ phái không thiếu tài nguyên đặc biệt sau khi tài nhan cổ phái rời vào thế giới hư không môn thì càng không thiếu vật tư bây giờ tài nhan cổ phái thiếu là thế hệ trước hướng dẫn mặc dù nhóm nam hòa nhân làm không tồi thế hệ trẻ tài nhan cổ phái rất có tiềm lực nhưng nhóm nam hòa nhân còn trẻ cần người như ngưu phấn đồ bất ngữ nâng đỡ ngưu phấn đồ bất ngữ kinh nghiệm càng phong phú hơn sử dụng trầm ổn đáng tin đây là lý do lý thất giả muốn ngư phấn ở lại Ngư phấn là thiên ngưu tổ oa tu luyện thiên oa thập bát giải có tương lai sáng lạn tiềm lực vô cùng tương lai ngư phấn có thể trở thành họa thần thứ hai sẽ có cơ hội trở thành thủ hộ thần thứ hai của tẩy nhan cổ phái tuy tẩy nhan cổ phái còn nhóm cổ thiết thủ tam quỷ gia nhưng bọn họ đã già ngưu phấn đồ bất ngữ thì tương lai giống lâu hơn nhóm cổ thiết thủ Ngư phấn vái sát đất trịnh trọng thề công tử muốn ta ở lại thì ta sẽ ở tẩy nhan cổ phái suốt đời từ giờ trở đi ta sống là người tẩy nhan cổ phái chết là ma tẩy nhan cổ phái tuy hiện tại ngưu phấn ở lại tẩy nhan cổ phái có địa vị hết sức quan trọng trong này nhưng nói chính xác ra không phải người của tẩy nhan cổ phái ngưu phấn ở lại tẩy nhan cổ phái vì lý thất dạ giờ đây khi lập lời thề lớn này thì ngưu phấn chính thức thuộc về tẩy nhan cổ phái tốt lý thất dạ nhẹ gật đầu nói ngươi cống hiến cho tẩy nhan cổ phái cả đời ta sẽ không bạc đãi ngươi chấp nhận cho ngươi truyền thiên oa thập bát giải về tông tộc của mình đây là thứ ngươi nên được nghe thấy ngưu phấn mừng rỡ và sát đất đa tạ công tử tộc tổ oa chúng ta suốt kiếp không quên công tử ban ơn lập bài trường sinh cho công tử tin tức như thế làm ngưu phấn rất kích động nếu truyền thiên oa thập bát giải về tông tộc bọn họ sẽ đem đến ảnh hưởng cực lớn cho toàn tông tộc tuy tộc bọn họ chỉ còn vài người ít ỏi nhưng nếu thiên nhu tổ oa có thiên oa thập bát giải thì ý nghĩa siêu phàm lý thất dạ lặng im một lúc cuối cùng lấy ra cái mai oa thần đưa cho ngưu phấn đây là di xác của họa thần đại ta truyền nó trong ngươi nó là niềm kiêu hãnh của tầy nhan cổ phái cũng là niềm kiêu hãnh của thiên nhu tổ oa vỏ của họa thần đáng để hậu bối đời đời tưởng nhớ hai tay ngưu phấn run, run run cung kính nhận cánh mai lão biết ý nghĩa cánh mai như thế nào ngưu phấn nâng mai cung kính vái lại như lý thất dạ nói họa thần là niềm kiêu ngạo của thiên ngưu tổ oa bọn họ cuối cùng lý thất giả phất tay chậm rãi nói đi đi tương lai tẩy nhan cổ phái dựa vào các người ngư phấn ngắm kỹ lý thất giả qua một lát sau nhẹ giọng nói không biết từ nay còn có thể gặp lại thánh dung của công tử không từ mặt ngoài ngư phấn già hơn lý thất giả lớn tuổi hơn nhưng trong quá trình lý thất giả giải thích nghi hoặc dạy cho ngư phấn làm lão xem hắn như lão sư trưởng bối trong lòng tràn ngập tôn kính lý thất giả lặng im một lúc cuối cùng khẽ nói chuyện tương lai không ai nói chắc được cứ xem như đây là vĩnh biệt đi nghe câu đó tim ngư phấn rất cái bịch quỳ lại cung kính dập đầu ba cái trước lý thất giả ngư phấn cung kính nói tiểu hữu nguyện công tử sẽ thắng đánh đâu thắng đó dù công tử ở phương nào đều vô địch muôn đời tuyên cổ vĩnh tồn lý thất dạ từ từ gật đầu nhận lễ lớn từ ngư phấn cuối cùng ngư phấn hít sâu cắn răng xoay người đi sau khi ngư phấn rời đi lý thất dạ kêu con dung độ không đến tức tiểu nê thu tiểu nê thu bây giờ thay đổi hơn trước rất nhiều toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng lòng tức thoáng hiện như thể sắp biến thành con rồng thật sự tiểu nê thu mới tới liền hiểu có chuyện gì dù sao cũng từng đi theo lý thất dạ công tử ra sắp rời đi lý thất dạ nhẹ gật đầu nói đúng rồi đã tới lúc rời đi ta từng hứa với ngươi sẽ mang ngươi lên cửu thiên thập địa vì vậy khi đi muốn hỏi ý ngươi xem ngươi vẫn giữ ý trước kia hay có dự tính gì khác tiểu nê thu im lặng đối với nó thì xuất thân của nó rất kỳ lạ lai lịch khác người cũng biết nhiều điều người khác không biết trước kia tiểu nê thu từng muốn cùng lý thất giả đi đệ thập giới hắn cũng đã hứa mang nó đi nơi đó có bầu trời càng rộng lớn có thế giới bao la hùng vĩ hơn nhiều khiêu chiến hơn nhưng trước khi lý thất giả rời đi lại hỏi chuyện này thì tiểu nê thu lại im lặng nó do dự lý thất giả nhìn bộ dạng tiểu nê thu liền hiểu hắn từ tốn nói trong lòng ngươi do dự tiểu nê thu ngồi xuống bên lý thất giả suy sụp nói cửu giới cũng bao la hùng vĩ thế giới này cũng xinh đẹp có lẽ đệ thập giới càng thêm bao la hùng vĩ hoặc xinh đẹp hơn nhưng nơi đó có lẽ không có mọi thứ như cửu giới lý thất dạ chậm rãi nói đúng đây là thế giới khiến người hoài niệm khiến người lưu luyến thế giới này hồng trần ba ngàn trượng các loại thiếu hụt có thứ khiến người ghét nhưng đây vẫn là thế giới sinh ra chúng ta nuôi dưỡng chúng ta nó có điều nào đó dao động lòng ngươi nó có nơi khiến người lưu luyến lời này vừa là nói với tiểu nê thu vừa như nói với chính lý thất dạ tiểu nê thu ngọ ngoại cuối cùng cắn sang nói công tử ra thôi thì tạo lại đây lão chủ nhân một mình tại đây cũng cô đơn ta chưa đánh đã đá tay đám nhãi tẩy nhan cổ phái không đánh bọn họ thêm một hai thời đại thì ta khó chịu ta ở lại cửa dưới này bình thường cùng lão chủ nhân rảnh rỗi đánh đám nhóc không nghe lời cuộc sống cũng bận rộn tiểu nê thu nói lão chủ nhân là vạn tướng chân thần đã qua đời đám nhóc là những người trẻ tuổi nam hoài nhân hiện nay nhóm nam hoài nhân xem như có thể đảm đương một phía nhưng vẫn chỉ là nít danh đối với tiểu nê thu thấy tiểu nê thu ra quyết định cuối cùng lý thất dạ nhẹ gật đầu ý tưởng này không tồi lý thất dạ chậm rãi nói cử giới đẹp như vậy thế giới này rất thú vị miễn ngươi có lòng ở lại thì thế giới này sẽ cho ngươi cái nhìn khác đúng rồi dù sao cửu giới lớn thế này nếu có ngày nào ở chán thì dọn ổ con người ta không có bản lĩnh khác muốn đi nơi nào thì không đâu cản trở được ta